chi tiết Ford Ranger Raptor 2020, giá hơn 1,1 tỷ đồng. Sau những thông tin về chiếc Ford Ranger Raptor 2020 cho thị trường Malaysia, giờ đây chúng ta đã có cái nhìn cận cảnh về chiếc bán tải góc cạnh này. Tại Malaysia, Ford Ranger Raptor 2020 được bán với mức giá 208.888 RM, tương đương 1,12 tỷ đồng, chưa bao gồm bảo hiểm, đắt hơn 9.000 RM, tương đương 48 triệu đồng, so với phiên bản trước nhưng đi kèm với hệ thống hỗ trợ người lái bổ sung. Ranger Raptor được trang bị động cơ biturbo diesel 4 xi lanh 2.0 lít sản sinh công suất 213 mã lực và mô men xoắn 500 Nm, được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp với hệ thống dẫn động 4 bánh giống với chiếc Ranger Wildtrak. Là một phần của chiếc Ranger cao cấp, bộ chọn tỷ lệ truyền cao và thấp được đặt bên cạnh hộp số. Ở phần đầu xe, chiếc Ranger Raptor phiên bản 2020 sử dụng đèn pha LED với bộ chiếu hình vuông thay thế cho đèn xenon. Bên trong cabin, xe được trang bị bộ nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước và ổ USB được đặt gần gương chiếu hậu để thuận tiện cung cấp điện cho camera hành trình. Với ngoại hình có phần hầm hố hơn, chiếc Ranger Raptor khác biệt so với những phiên bản Ranger khác nhờ bộ khung gầm được gia cố cũng như hệ thống treo được thiết lập cao hơn nhờ bộ giảm chấn Fox Racing và lò xo cuộn trục sau với liên kết quát. Ranger Raptor sử dụng bộ lốp địa hình lớn hơn với kích thước 285/70 và bộ mâm 17 inch tối màu. Những trang bị tiêu chuẩn trên chiếc Ranger Raptor 2020 bao gồm khóa thông minh, nút đề khởi động, gạt nước và ánh sáng tự động, gương chiếu hậu tự làm mờ, kiểm soát hành trình, khử tiếng ồn chủ động, điều hòa khí hậu hai vùng, hệ thống thông tin giải trí sinh ba với hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay và một ổ điện 230V cho người ngồi sau. Trang thiết bị an toàn bao gồm 6 túi khí và kiểm soát ổn định. Những hệ thống hỗ trợ người lái được đề cập bao gồm phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ và hỗ trợ giữ làn đường. Tuy nhiên, xe không có kiểm soát hành trình thích ứng và cảm biến điểm mù từ chiếc Wildtrak. Có sự thay đổi bảng màu ngoại thất cho chiếc Ranger Raptor 2020, màu Lightning Blue được thay thế bằng màu Ford Performance Blue như mẫu trong hình. Ford Ranger Raptor 2020 được hỗ trợ bảo hành 3 năm 100.000 km từ nhà sản xuất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.